Có biết tại sao phụ nữ lại thường chi tiêu tiết kiệm hơn đàn ông? Không ạ. Bởi vì khi phụ nữ tiết kiệm ấy, thì cái số tiền ấy vẫn là của cô ta. Còn khi đàn ông tiết kiệm ấy, thì cho dù tiết kiệm bao nhiêu đi chăng nữa, thì cái số tiền đó vẫn là của vợ nó. Hiểu không? Hiểu ạ. Hiểu thật không? Thế cho nên là bây giờ các đàn ấy làm việc nhá, bản thân đi tiêu tiền đây. Cuộc đời mình không thể để bị thao túng bởi những con vợ tham lam và tàn nhẫn được. Phải nở hoa. Hả? Hello hoa. Good night. Cảm ơn ạ. Anh ạ. Xinh thật đấy. Chưa chắc. Cứ phải tẩy trang đi thì mới biết thực hư nào. Sao anh bi quan về sắc đẹp phụ nữ thế? Này. Because it's just true. Bởi vì đó là sự thật. Thế các đàn ấy đã bao giờ bị sốc trước một bộ mặt mộc của phụ nữ bao giờ chưa? Đợt trước anh chẳng bảo bọn em thiếu nữ là gì. Ừ? Thì làm gì có kinh nghiệm đâu, biết đâu là thật với giả. Ừ. Không nhận. Các đàn ấy đúng là không bằng cái điện thoại. Đêm qua cái quả chính thất của bản thân ấy, giở cái điện thoại ra, định là lướt web với cả xem Facebook ấy. Cái điện thoại nó lại không cho mở. Thế đau ấy. Có biết là sao không? Hả? Điện thoại hỏng à? Không. Bởi vì cái bộ mặt thật của chính thất bản thân ấy, khi trang điểm và chưa trang điểm chả liên quan gì đến nhau cả. Thế là cái phần mềm nhận diện nó không phát hiện ra, nó không cho mở điện thoại. Anh hơi quá lời với chị nhà rồi đấy. Này, nó biết sau đấy như thế nào không? Ngồi dậy, lấy son phấn ra, trang điểm lại từ đầu, rất xinh. Đến lúc đấy dơ lên, thế là cái điện thoại nó mới cho mở. Có biết cái phong cách của bọn thích nhau nó nói kiểu gì không? Lãng mạn này. Mạn cái con khỉ, sẹt thì có. Lãng mạn. Đó là cái kiểu rất thiếu yêu. Mày thử ra nghe lén chúng nó nói chuyện xem có tí muối nào. Nhưng mà kể ra thì nó cũng rất đúng quy luật đấy chứ. Bởi vì khi con người ta yêu ấy, thì chắc chắn tình yêu sẽ làm cho con người ta nó ngu đi. Hiểu không? Chứ còn đã tỉnh ra rồi hay là khôn ra rồi thì lúc đấy hết yêu cũ rồi. Bản thân hỏi đằng ấy Chí một câu được không? Dạ được ạ. Khi mà đàn ông con trai lâu lâu không được yêu đương gì thì người đời người ta thường hay gọi là gì? Thì là ế ạ. Ế à? Không phải. Thiếu nữ. Nhìn hai đứa chúng mày trông rất là thiếu nữ lắm ấy. Thiếu nữ là con gái mà. Thiếu nữ là nào ạ? Là thiếu nữ trầm trọng. Thiếu nữ có thâm niên. Ôi trời. À. Em hiểu ý anh rồi. Anh thâm thúy quá. Như nào? Thiếu gái. Anh thâm thúy quá. Thôi. Hết cười. Có khách kìa. Dạ vâng. Sang ngày già đã thiếu muối.